Người đàn ông mồm lông giống lão sếp của tôi đang cuộn tiền vào trong một ống xì gà, sau đó cố gắng nhét nó vào cửa hậu của mình. Hóa ra anh ta sắp phải vào tù nên vài trăm đô này sẽ trở thành bảo bối có thể giúp anh thoát ra ngoài. Vài ngày trước đó, Tim cùng người bạn của mình là Lee vì chống lại chính sách phân biệt chủng tộc hà khắc nên đã bị bắt. Nam chính bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù, còn người bạn là 8 năm tù. Rất nhanh cả hai bị đày đến nhà tù Pretoria. Đây là nhà tù nổi tiếng về mức độ an ninh bậc nhất thế giới thời bấy giờ. Tim được kiểm tra rất kỹ về răng miệng xem có bị sâu chỗ nào không, rồi còn phải đi qua hơn 10 cánh cổng sắt thì mới đến được phòng giam. Mà mỗi phòng giam đều có hai cánh cửa ở ngoài nên rất khó để trốn thoát. May mà nam chính được xếp ở ngay cạnh phòng Lee nên cũng có người tâm sự cho đỡ buồn. Trong giờ ăn, ông già đầu hói Dennis chỉ cần ho một tiếng là tất cả những phạm nhân xung quanh lập tức gõ chén đập bàn inh ỏi. Thì ra Dennis chính là đại ca của bọn họ. Lúc chạy bộ, ông già nhìn thấy dáng vẻ lưu siêu của Tim cũng đoán được anh đang nhét cái gì ở trong đít. Vì vậy, Dennis đã khuyên Tim nên từ bỏ ý định vượt ngục của mình. Bởi vì bức tường rào ở đây cao xương xương 8 mét, phía trên còn gắn đầy những móc sắt. Chiếc đèn pha khổng lồ luôn soi mọi góc 24/24, lính canh bắn tỉa thì liên tục thay ca, cơ bản là không có kẽ hở nào để mọi người có thể trốn thoát khỏi đây cả. Ngay sau đó, Tim chạy vào nhà vệ sinh, anh phải dồn cơ mông vận cơ đít một lúc khá lâu mới có thể lấy được ống xì gà ra. Chứ nó mà tắc lại ở trong đó thì chết vì không yên được mất. Sau đó, nam chính đưa tiền nhờ Dennis giấu vào trong tuýp kem đánh răng rồi mang đặt ở một nơi rất dễ thấy. Tim mỗi ngày đều nhìn chăm chăm vào cái lỗ khóa trên cánh cửa và tự hỏi làm cách nào để có thể mở nó ra. Sau 67-69 ngày cuối cùng, anh cũng đã nghĩ ra một cách. Anh đặt một tờ giấy trắng lên khóa cửa và dùng ngón tay ấn vào đường viền của lỗ khóa, rồi lấy bút chì phác thảo lại hình dạng lỗ khóa. Bước tiếp theo, cuộn một mảnh giấy rồi nhét vào lỗ khóa, sau đó chèn thêm một cây bút chì để ép vào phần đầu cuộn giấy. Lúc lấy ra, cuộn giấy đã có hai nếp gấp, đây chính là độ dài của chìa khóa. Bước thứ ba là hình dạng của chìa khóa. Trong giờ ăn cơm, Lee cố ý đổ mâm cơm để Tim có thể nhìn lén hình dạng của những chiếc chìa khóa mà cai ngục đang giữ. Khi chơi bóng, anh cố tình chạy về phía lưới sắt để tiếp tục quan sát những chiếc chìa khóa khác. Lúc xếp hàng để quay lại phòng giam cũng là một cơ hội tốt để quan sát. Sau đó, anh dùng ký ức của mình để vẽ lại những chiếc chìa khóa trong tay cai ngục. Cứ như vậy, Tim đã hoàn thành bản vẽ của 15 chiếc chìa khóa. Vấn đề bây giờ là dùng vật liệu gì để chế tạo đây? Đó chính là gỗ vụn. Vừa hay các tù nhân ở đây đều phải làm việc trong một xưởng mộc. Vì vậy, nam chính đã lén nhặt một ít gỗ vụn quấn vào giấy nhám rồi cho vào đáy phích nước của mình. Anh muốn dùng phích nước để đưa gỗ vụn ra ngoài. Nhưng mỗi lần làm xong việc thì cai ngục sẽ kiểm tra bằng cách lắc hai lần rồi đổ một ít cà phê ở trong phích ra. Thấy Tim mặt có vẻ căng thẳng nên tên cai ngục nghi ngờ liền đổ hết cà phê ra rồi xóc lọ rất nhiệt tình. Thế nhưng vẫn chẳng nghe thấy tiếng động gì bên trong cả. Đó là bởi vì nam chính đã cẩn thận nhét thêm một tấm vải vào trong đó. Đến khuya khi tất cả đã đi ngủ, anh mới bắt đầu làm chìa khóa. Dùng dao tạo thành đường rãnh rồi dùng giấy nhám chà đến khi mịn. Sau khi phần thân hoàn thành, anh liền dùng keo nước dán lại rồi đặt vào trong chụp đèn để phơi khô. Bước tiếp theo là dùng một cái rũa để khắc răng cưa cho chìa khóa. Cuối cùng thì anh cũng chế tạo thành công chiếc chìa khóa giống như trong ký ức. Để kiểm tra xem nó có thực sự hoạt động không, anh liền chà vào trong ổ khóa rồi nhẹ nhàng xoay tròn. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Cánh cửa đã mở ra trong niềm hạnh phúc của Tim. Tiếc là vui mừng chưa được 3 giây thì trước mắt anh lại là một cánh cửa khác. Và cánh cửa này chỉ có thể mở được từ bên ngoài, ở bên trong thì làm sao có thể mở cánh cửa này đây? Thế là bọn họ bắt đầu nghĩ cách cùng nhau vượt ngục, dùng phương pháp kéo dây chuyển chìa khóa đến cho phòng giam phía đối diện. Thế nhưng ngay khi có thể mở được cửa thì Tim lại thất vọng tràn trề, bởi vì họ không thể nào xoay chìa khóa để mở cửa cả. Đang chán nản thì bọn họ phát hiện trong mỗi phòng giam đều có một cây lau nhà, trùng hợp là cán của nó lại vừa dài tới chỗ ổ khóa. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào có thể xoay được ổ khóa? Trong lúc làm ở xưởng mộc, Tim đã nhìn thấy một cái máy tiện gỗ. Thế là anh liền lóe lên một ý tưởng trong đầu. Anh lập tức chế tạo một trục quay đơn giản, lấy một tấm gỗ rồi khoan hai đầu. Tiếp theo dùng ốc vít để gắn nó vào một đầu cán cây lau nhà. Cuối cùng là cố định chìa khóa lên trục quay. Sau khi hoàn thành công cụ mở khóa đơn giản, anh liền đưa nó luồn qua khe cửa rồi chậm chậm tra vào ổ khóa phòng giam. Cứ như vậy, anh đã có thể giải được bài toán mở cánh cửa thứ hai. Nhưng lúc này Tim lại nhìn thấy một cai ngục đứng ở xa đang hướng về phía mình. Do hoảng quá nên anh đã luống cuống làm chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Thôi xong, bây giờ phải làm sao đây? Nam chính cố gắng giữ bình tĩnh quay vào trong phòng lấy kẹo cao su ra nhai khí thế, rồi dùng bã kẹo dính vào cây chổi lau nhà để lấy chiếc chìa khóa. Sau vài lần thử, cuối cùng anh cũng thành công lấy được chìa khóa trước khi bị cai ngục phát hiện. Mặc dù đã mở được cánh cửa thứ hai, nhưng làm cách nào để thoát ra khỏi nhà tù này mới là vấn đề quan trọng. Có người nói rằng cứ cho là chúng ta đã ra được bên ngoài nhưng cũng sẽ bị bắt lại bởi vì bộ quần áo Juventus quá nổi tiếng. Nghe xong, Lee liền nghĩ ra một kế.
Cứ cách một khoảng thời gian thì nhà tù sẽ đón nhận các phạm nhân mới. Bọn họ sẽ phải cởi bỏ quần áo của mình và mặc quần áo tù. Cai ngục sẽ mang số quần áo này vứt vào trong kho. Lee sẽ nhân cơ hội cai ngục không để ý mà nhảy đi số quần áo đó. Nhìn anh chàng tóc vàng đột nhiên béo tốt thì chắc các bạn cũng đoán được anh ta mới làm gì rồi phải không? Như vậy chuyện quần áo cũng đã xong. Ngày thứ 200, Tim phát hiện một người bạn da đen đã từng giúp anh có được tấm bản đồ thành phố. Chỉ vì cướp một ít tiền cho con gái chữa bệnh mà anh ta đã bị hành hình treo cổ chết. Trong khi đó, những bức thư mà cô bạn gái gửi đến cho anh cũng bị quản giáo cắt bỏ rất nhiều nội dung. Sự bất công này càng khiến nam chính quyết tâm vượt ngục hơn. Vì chưa biết được tất cả các lối ra vào như thế nào nên nửa đêm ngày thứ 296, Tim và đồng bọn quyết định đi thám thính tình hình. Nam chính đã tạo rất nhiều chìa khóa nhưng anh không biết nó có thể mở được những cánh cửa nào. Sau một hồi thử đủ các chìa, họ cũng mở được cánh cửa hành lang phòng giam của mình rồi đi xuống tầng dưới. Ở tầng này cũng có hai cánh cửa ở hai đầu hành lang và trong đó còn có một phòng trực của quản giáo. Cũng may tên quản giáo béo đang mở nhạc rất to nên Tim mới có thời gian để thử chìa khóa. Ngay lúc thử thành công thì cũng là lúc nhạc vừa tắt, anh liền khóa cửa lại rồi chạy đi tìm chỗ nấp. Vì không đủ thời gian để chạy về phòng giam nên họ nhanh chóng trốn vào trong tủ đựng đồ, mà tủ đồ này chỉ có thể mở ở bên ngoài nên họ phải bấu vào cánh cửa để giữ nó không đóng lại. Tiếng bước chân của quản giáo ngày càng gần hơn mà đồng bọn của Tim lại tụt tay khiến cánh cửa chuyển động. Cũng may hàng ngày ăn ở tốt nên mới không bị phát hiện. Sau khi tên béo rời đi, nam chính cùng đồng bọn tiếp tục đi mở cửa. Ở lần thử này, Tim chỉ cần một lần đã mở chúng. Đúng là hay không bằng hên mà. Vậy thì chỉ còn hai cánh cửa nữa là họ có thể nhìn thấy ánh trăng rồi. Nhưng đúng lúc đó, quản giáo đang kiểm tra phòng giam của bọn họ. Đoán trước được việc này nên Tim đã xếp gối từ trước. Vì vậy mới có thể lừa được hắn ta. Mặt khác, dù đã thử rất nhiều chìa khóa nhưng nam chính vẫn không thể mở được cánh cửa cuối cùng. Không còn thời gian để thử nữa nên hai người đành phải rút lui. Khi ấy, tên quản giáo béo bước xuống cầu thang thì vô tình phát hiện có mấy giọt nước trên sàn. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ nhưng đứng suy nghĩ một lúc rồi lại đi tiếp. Sáng hôm sau, Tim bị quản giáo trưởng đánh thức. Ông ta thấy nam chính ngủ li bì liền đoán rằng cả đêm hôm qua anh không ngủ, cho nên muốn kiểm tra căn phòng đột xuất để xem anh đã làm gì. Tất cả đồ đạc của anh đều bị ném xuống đất một cách không thương tiếc. Mặc dù Tim đã cất giấu chìa khóa rất cẩn thận nhưng cốc đựng bàn chải đánh răng lại rơi xuống. Quản giáo trưởng thấy một vật có hình thù kỳ lạ liền nhặt nó lên. Cũng may anh nhanh trí nói rằng cái đó dùng để làm giá đỡ ảnh nên mới thoát được kiếp nạn này. Thế nhưng kế hoạch vượt ngục của Tim lại phát sinh một vấn đề khác. Ngoài hành lang của nhà tù có một cánh cửa tự động sử dụng động cơ điện. Vì vậy anh không thể nào chế tạo được chìa khóa của cánh cửa này. Để giải quyết vấn đề, nam chính đã nhai kẹo cao su cho đến khi sâu răng. Bác sĩ nói anh sẽ phải làm thủ thuật chám răng. Nhân lúc quản giáo áp giải Tim đến bệnh viện, anh đã phát hiện ra bảng điều khiển đóng mở cửa tự động nằm trong phòng trực cách đó không xa. Cũng có nghĩa là khi bọn họ vượt ngục thì phải có quản giáo làm nhiệm vụ lúc đó mới có thể mở được cửa. Ra đến bên ngoài, Tim nhìn thấy tường rào nhà tù đang thi công sửa chữa thắt canh. Vì vậy, các tay súng bắn tỉa không thể đứng trên đó canh gác như thường lệ. Cuối cùng ngày thứ 404, Tim và những anh em chi cốt quyết định sẽ vượt ngục. Họ còn rủ dê thêm cả Dennis và người của ông ấy, nhưng ông già lắc đầu vì cho rằng ở trong này làm đại ca vẫn sướng hơn. Chứ ra ngoài biết làm cái gì đâu mà ra, thời gian tan ca cũng đã đến. Các quản giáo cười nói hí hửng rời đi. Chỉ còn lại tên quản giáo béo ú trực ca chiều và một tay súng bắn tỉa ở trên hàng rào. Cơ hội đã đến, Tim thành thục mở cửa phòng rồi thả hai anh em chỉ cốt ra ngoài. Tiếp đó ba người nhanh chóng đến chỗ giấu quần áo rồi mặc quần áo bình thường lên người. Mà đúng lúc đó tên quản giáo ở tầng dưới lại mở cửa tủ đồ để lấy cây thông bồn cầu. Vô tình làm rơi một món đồ mà nam chính đã cất giấu sẵn ở đó. Ông ta không biết cái này dùng để làm gì nên đã lấy đi. Lúc quản giáo đi vào trong nhà vệ sinh, ba người liền trốn vào trong tủ để đồ. Thế nhưng Tim lại phát hiện sợi thép xoắn mà mình chuẩn bị từ trước đã không cánh mà bay. Nó là thứ có thể giúp bọn mở cửa nếu bị khóa trái ở bên trong. Không còn thời gian để làm cái khác nên cả đám chỉ đành dùng tay giữ cánh cửa cho nó khỏi đóng lại. Nhưng họ không biết rằng quản giáo đang quay về tủ đồ để cất cây thông bồn cầu. Nếu để hắn phát hiện thì cả lũ xác định nằm trong nhà đá mòn đời. Đúng lúc nguy cấp, Dennis liền đập vỡ bóng đèn trên trần nhà khiến hệ thống điện bị hỏng. Sau đó ông mở cửa sổ kêu gào thảm thiết muốn quản giáo giúp đỡ. Mặc dù mới phải thông bồn cầu xong mệt thở như chó nhưng lúc này cả đám phạm nhân đều kêu ầm trời. Vì vậy hắn phải lết cái thân béo ú mò lên xem thử. Nhờ vậy mà ba người mới không bị phát hiện. Bọn họ nhanh chóng chạy đến phòng trực không có người để mở cánh cửa tự động. Sau đó cả nhóm đi tới cánh cửa cuối cùng. Thông qua lỗ nhỏ họ có thể nhìn thấy sự tự do của mình. Thế nhưng vấn đề ở đây là Tim chưa bao giờ mở được cánh cửa này cả. Vì vậy anh chỉ có thể thử cả chùm 39 chiếc chìa khóa khác nhau. Từng giây trôi qua đối với họ dài đằng đẵng như cả thế kỷ vậy. Thử đến chiếc chìa khóa cuối cùng vẫn không thể mở cánh cửa này ra. Nam chính thất vọng bảo mọi người quay lại chờ cơ hội khác. Tuy nhiên anh chàng người Pháp không quan tâm.
anh ta không nói gì chỉ dùng một cái giục để phá ổ khóa. Âm thanh phát ra rất lớn khiến Tim lo sợ mọi công sức của mình sẽ đổ sông đổ bể hết. Đang định tìm cách đập chết bà cái thằng này đi thì phát hiện một mảng gỗ ngay chỗ chốt cửa đã bị phá ra. Nhờ vậy mà ba người mới có thể mở thành công cánh cửa. Họ mặc quần áo rồi bắt đầu di chuyển ra bên ngoài, dùng gương để quan sát tay bắn tỉa ở trên cao. Thấy hắn vừa quay đầu, họ lập tức chim én thoát khỏi nhà tù. Ở bên ngoài rất đông kẻ qua lại nhưng cứ tỏ ra bình thường thì sẽ không bị ai phát hiện. Sau khi chạy ra đường lớn, Tim dùng tiền đã nhét ở cửa hậu lúc đầu phim để thuê taxi chạy về hướng biên giới. Chỉ cần tới được đó thì họ sẽ giành lại được tự do. Sáng sớm hôm sau, lúc quản giáo đến điểm danh phòng giam thì chỉ còn lại cái nịt. Quản giáo trưởng thường ngày rất bố đời nhưng hôm nay lại lo lắng sợ hãi bởi vì hắn sắp bị đuổi việc đến nơi rồi. Điều này khiến cho các tù nhân ở lại không nhịn được cười. Chúc mừng bạn đã quay vào ô ăn lòn nhé. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.